Quan sát viên bầu cử Liên Âu đã nêu lên những điểm bất thường trong cuộc bầu cử ở Jordan, tin từ Amman. Quan sát viên quốc tế, trong đó có các quan sát viên Liên Âu, đã bắt đầu theo dõi cuộc bầu cử quốc hội của Jordan. Ông David Martin là trưởng phái đoàn quan sát viên Liên Âu, nói rằng họ đã chú ý vài vấn đề bất thường, trong đó có vấn đề kỹ thuật và vận động bất hợp pháp bên ngoài phòng phiếu. Cuộc bầu cử bắt đầu rất chậm, ít người tới phòng phiếu, nhưng được biết đây là thói quen truyền thống, các cử tri Jordan chỉ đông đảo đi bỏ phiếu vào buổi chiều. Cuộc bầu cử quốc hội tại Jordan trong ngày hôm nay là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ ngày nổi dậy cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập. Đang có 1.425 ứng cử viên tranh giành 108 ghế dân biểu phân phối cho các quận bầu cử. Ngoài 108 ghế phân phối cho các quận, còn có 15 ghế dành riêng cho phụ nữ và 25 ghế dành riêng cho danh sách quốc gia. Khoảng 3.7 triệu người Jordan có thể đi bầu. Nhiều đảng đối lập, nhất là những đảng chính trị của phong trào Hindu Hồi giáo, đã tẩy chay cuộc bầu cử.